Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV trên YouTube. Và hiện tại thì em đang có mặt tại một cái tiệm đồ cũ ở thành phố Saitama. Và trong cái video này, quý vị và các bạn theo dõi video mà ưng được cái sản phẩm nào thì hãy chụp màn hình lại gửi vào Zalo cho em nhé. Bởi vì trong một số tình huống em không kịp báo giá thì quý vị và các bạn thông cảm. Và trước khi đi vào phần review các sản phẩm về đến tận tay cho quý anh chị và các bạn, thì em xin thông báo đến toàn thể quý vị và các bạn là từ nay cho đến Tết âm lịch cổ truyền của Việt Nam, em sẽ mồng tuổi cho quý vị và các bạn trên một đơn hàng với trị giá là 500.000. Và mỗi một đơn hàng thì em sẽ mồng tuổi lại cho quý vị và các bạn là 500.000 tiền Việt. Và đây là một món quà tuy là nhỏ nhưng nó mang rất nhiều tình cảm của Phượng Kỳ TV muốn gửi gắm đến toàn thể quý khách hàng. Sẽ tin tưởng và ủng hộ Phượng Kỳ TV trong suốt thời gian sắp tới, phải không ạ? Và thay mặt ban quản lý kênh của Phượng Kỳ TV, em cũng kính chúc toàn thể quý vị và các bạn chuẩn bị có một đầu xuân năm mới sẽ tràn ngập tình yêu thương. Vâng, và quay trở lại với các sản phẩm trong video ngày hôm nay, thì cái sản phẩm đầu tiên mà em muốn báo giá đến toàn thể quý anh chị và các bạn đó là cái âm ly Sunsui AU Alpha 707 LXA. Và đây là một sản phẩm mà đang được các quý vị và các bạn tại thị trường Việt Nam đón nhận rất là nhiều, phải không ạ? Và đối với dòng âm ly Sunsui thì cái model LXA vẫn được các khán giả ủng hộ rất là nhiệt tình, phải không ạ? Và đây là một cái âm ly rất là đẹp quý vị nhé. Nó đẹp đến nỗi là chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Và thông qua góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn đã thấy được sự bành bao của cái âm ly này là như thế nào, phải không ạ? Và cái âm ly này thì đang được bán với mức giá là gần 15 triệu tiền Việt tại Nhật. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái âm ly này thì em sẽ bán với mức giá là khoảng 21 triệu tiền Việt là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và cái đến là một cái rè của hãng Luckit A3300 đang được bán với mức giá là 55.000 yên tại Nhật. Và cái đến là một tuyệt phẩm của hãng Aquafay CD201 DB75. Đây là một cái CD tích hợp các đường giải mã rất là đẹp của hãng Aquafay, đang được bán cũng tương đối là cao, phải không ạ? Và với tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá là trên 50 triệu tiền Việt tại Nhật. Và thông qua góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn đã thấy được là tỷ giá hiện tại họ đang bán, họ đang chào bán với mức giá là 297.000 yên, phải không ạ? Và bên cạnh vẫn là một cái CD cũng rất là nổi tiếng của hãng Luckman D10, đang được bán cũng tương đối là cao. Và đây là những chiếc CD rất là nổi tiếng của hãng Luckman, đang được bán với mức giá là 275.000 yên tại Nhật. Và với tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá là gần 50 triệu tiền Việt tại Nhật. Và bên cạnh là một cái CD rất là nổi tiếng của hãng Yamaha CDS-1000. Và đối với những chiếc CD Yamaha CDS-1000 rồi model S-2000, quý vị và các bạn đã thấy đây là những dòng CD cao cấp của hãng Yamaha, đang được chào bán với mức giá là 88.000 yên. Và với tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá là gần 16 triệu tiền Việt tại Nhật. Và đây là một cái đầu đĩa nhựa của hãng Tiklik rất là đẹp, đang được bán với mức giá là 660.000 yên. Và ở dưới là cái Aquafay T105, đang được bán với mức giá là 55.000 yên. Và ở dưới là cái Aquafay C202, đang được bán với mức giá là 110.000 yên. Và với tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá là gần 20 triệu tiền Việt tại Nhật. Và đây là cái Aquafay C200X, đang được bán với mức giá là 165.000 yên quý vị nhé. Và với tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá là gần 30 triệu tiền Việt tại Nhật. Máy được sản xuất vào những năm 1980, như vậy là tuổi đời của cái C200X này hơn em đến 4 tuổi, phải không ạ? Cái C200X này nó còn hơn cả tuổi đời em lên đến 4 tuổi, nhưng vào độ hào nhoáng của nó thì vẫn như thuở nào mới được khai sinh, phải không ạ? Và đang được chào bán với mức giá là 165.000 yên. Và bên cạnh của nó là một cái bao, có nghĩa là đẩy và bao cùng nhau, phải không ạ? Cũng đang được bán với mức giá là 165.000 yên. Máy được sản xuất vào những năm 1980, B300X, quý vị nhìn rõ không ạ? Và cả bộ này nếu như về đến Việt Nam mình thì nó có mức giá khoảng trên 70 triệu, gần 80 triệu là sẽ làm được. Và với một bộ kéo đẩy của Aquafay rất là nổi tiếng này, đã được các khán giả Việt Nam săn đón rất là nhiều và đã được các cái tín đồ audio tại thị trường Việt Nam đánh giá rất là cao, phải không ạ? Và cái đến thì em sẽ
review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một sản phẩm xưa nay hiếm, đó là cái Equalizer của hãng Sansui SE8. Và cái Equalizer này thì em đã lấy cái giấy của nó đi, em thanh toán tiền rồi. Và cái Equalizer này em bán về Việt Nam với mức giá là 7.500.000. Và với mức giá là 7.500.000 thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Và ở trên em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm cũng rất là hay. Đó là một cặp loa Bose 301 AV. Cặp loa Bose này được sản xuất tại Mỹ quý vị nhé. Đây là cặp loa được làm tại California, Mỹ. Thì cặp loa Bose này em đã lấy cái live bi dự, em lấy cái tờ hóa giá của nó đi, em thanh toán tiền rồi. Và cặp loa Bose này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 16 triệu. Với mức giá là 16 triệu thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn thôi. Và em sẽ mồng tuổi lại quý vị và các bạn. Mỗi một đơn hàng trị giá là 500 ngàn. Như vậy quý vị và các bạn chỉ cần thanh toán cho em là 15 triệu 500, phải không ạ? Và 500 nghìn còn lại thì em sẽ mồng tuổi cho quý vị và các bạn bằng một món quà. Tuy là nhỏ nhưng em sẽ quy ra tiền là trị giá là 500 ngàn tiền Việt. Và quý vị và các bạn chỉ cần thanh toán cho em là 15 triệu 500 thôi, phải không ạ? Là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và đây là cặp loa rất là đẹp của hãng Bose 301 chỉ đỏ. Thì cặp loa này nó có số series gần nhau quý vị nhé. Như vậy là số series của nó cách nhau có 3 số thôi. Nó cách nhau có 3 số quý vị nhé. Như vậy là số series của nó cũng tương đối là gần, phải không ạ? Và cặp loa này thì em không cần phải giới thiệu quá nhiều về chất âm nữa, phải không ạ? Cặp loa này thì chúng ta có thể dùng loa để chơi DJ này, loa nghe nhạc trẻ này, chơi đàn tốp này, đặc biệt là hát karaoke thì rất là hay rồi, phải không ạ? Và ngoài chức năng hát karaoke ra thì chúng ta có thể dùng làm loa nghe bolero cũng rất là tuyệt vời. Và cặp loa này thì tiếng bass của nó rất là mạnh. Và đối với cặp loa này thì em sẽ bán về Việt Nam với mức giá là 16 triệu. 16 triệu thì em sẽ mồng tuổi lại khách hàng của mình 500 ngàn. Như vậy quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán là 15 triệu 500 thôi là quý vị và các bạn sẽ sở hữu được cặp loa Bose rất là đẹp. Và đây là một cái súp rất là nổi tiếng của hãng Yamaha IST-SVK-160 màu đen, đang được bán với mức giá là 13.200 yên. Và cái súp này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 7.500.000. Và với mức giá là 7.500.000 là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Và với mức giá là 6.500.000 thì em sẽ đóng đường biển về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và đây là cái khu vực hàng bãi quý vị nhé. Và vì thời lượng của chương trình có hạn, có lẽ em phải tạm dừng video ở đây. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian vàng bạc để theo dõi các video ngắn của em. Quý vị và các bạn đã theo dõi video của em đến đây rồi. Nếu thấy video của em hữu ích, hãy cho em một like được không ạ? Và nếu có thể, hãy nhấn nút đăng ký kênh của em, sau đó bấm chuông để nhận được tất cả các video mới nhất của Phượng Kỳ TV. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.